Tên chú là Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1960, quê quán khu 4, Xuân Huy, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cô tên là Đào Thị Quý, là vợ của chú Việt. Dạ vâng, cháu được biết là chú bị bệnh hút đã từ lâu rồi. Vậy chính xác là mình bị hút từ năm nào ạ? Chú bị bệnh hút từ năm 1999. Nên là bắt đầu nó bộc phát bệnh hút là đau ở đốt ngón chân cái bên phải, đau cấp tính. Lúc bấy giờ bệnh gút nó ít lắm, bệnh gút nó ít thì chú đi khám bác sĩ tư thì bác sĩ bảo là bị xoắn khuẩn cầu trùng, mà chính ra là tiêm rất nhiều kháng sinh nhưng không khỏi. Sau thời gian nó lại đau, nó đau thì anh bạn cùng đơn vị chú ấy, anh ấy đến chơi, em bảo là chú tôi cũng bệnh đau như thế này, ông đến tiêm cái là khỏi. Thế là xong, anh bạn ấy đưa đi tiêm từ bác sĩ thư chứ không phải là vào bệnh viện tiêm cái gì thuốc màu như màu sữa. Tiêm xong cũng đỡ. Thế sau này thì dần dần thì chú đi khám bác sĩ thử máu, bác sĩ xác định là bệnh gút. Chú khám cũng nhiều nơi, về Đại học Y Hà Nội cũng có. Thế rồi trung tâm y tế huyện, rồi về bệnh viện tỉnh Phú Thọ, đấy, bệnh viện đa khoa tỉnh, là đến đâu xét nghiệm máu biết là đều trong đó có chỉ số axit uric của chú biết, chú nắm được. Có lúc bình thường hơn 600, nhưng có lần chú đi khám hơn trên 1.000 cơ. Đấy, trên 1.000, đó là rất nặng. Ra người cuối cùng là chân điếc nó đầu lung tung nào khắp người, nó rồi lên cả tay, lên cả tay rồi khuỷu tay. Vâng ạ, vậy chú có biết nguyên nhân của bệnh hút chú đang mắc phải do đâu không ạ? Ngày trước ý, chú đi làm bên phát hành báo chí, tóm lại bưu điện xã nên phát hành báo chí rồi bưu phẩm, biết đi phát bưu phẩm thì hay la cà rượu bia nhiều, tóm lại là thế. Nói chung là uống nhiều rượu, uống nhiều bia, có khi uống bia vào quán bia có khi ngày chú ngày cao điểm có khi ngày hàng chục cốc bia không ít đâu. Thì nó đau thì không đối xứng, có hôm có khi đau bên phải chân, có khi đau bên trái. Đầu tiên là đau nhiều bên phải, xong chuyển sang là đau bên trái. Thế xong dần dần mãi về sau này thì nó lại đau cả hai bên. Đấy, đau cả hai bên thì nó phát, nó sưng nóng đỏ đau, nó sưng lên mà nó đau lắm. Chạm khẽ vào cái chân chẳng hạn, hoặc là chạm khẽ vào đầu cái là nó đau buốt lên. Đấy, như kiểu dao lóc vào xương. Nhưng sau này cuối cùng bệnh nặng rồi ý, nó lên cả đầu gối, đau cả hai chân, sau lên cả tay. Cơn đau có thể tháng một tháng đau hai lần, có khi tháng một lần. Đầu tiên là đau ngắn ấy, đau có thể tầm một tuần hoặc là chục ngày nữa, sau này nữa kéo dài. Nó đau có khi 20 ngày nếu hoặc là trên 20 ngày, gần một tháng. Chú bị trờn cái thuốc colchicine rồi, chú uống thuốc ở của Pháp cũng thế, mà uống thuốc của nội cũng thế, của Pháp mà nó đắt, thuốc nó đắt khoảng độ trăm trên 100 một bìa. Thuốc nội thì có 80.000 thôi, nhưng mà hai cái thuốc chú uống thấy như nhau. Bây giờ như thuốc đấy nó không hiệu quả nữa. Chú cảm thấy bởi chú uống nhiều quá, bắt đầu từ cách đây mấy chục năm rồi. Dạ vâng, vậy khi bị hút như thế thì cái chế độ ăn uống của chú như thế nào ạ? Và mình có phải kiêng khem nhiều không chú? Thực ra đi viện bác sĩ cũng bảo là kiêng ấy, ăn uống phải kiêng khem những cái thứ tôm, cua, ốc, ếch, rồi bê, dê, thịt chó, những cái mà nó có chứa nhiều đạm. Ăn nhiều rau xanh, hoa quả, mới để ăn cá, ăn tép thôi. Nhiều người bạn bè đấy rủ đi ăn uống nhậu nhẹt, chú thường là tránh. Đấy, hoặc là chú mọi người cứ bảo là từ sau nếu có thịt chó thì đừng có gọi. Tốt nhất là đừng gọi. Đấy, vì những cái đấy là nó không ăn vào, nó nhiều đạm, nữa là không tốt cho bệnh gút. Đấy, chú kiêng.
Vâng, vậy mắc bệnh hút đã hơn 20 năm như thế thì chú đã gặp những biến chứng gì của bệnh ạ? Gặp biến chứng thì chắc chắn là những cái hạt tô bi ở tay với ở chân, đầu tiên là ở ngón chân, xong nó sưng to lắm, sưng to như cái dù trống ở đầu ngón chân, xong nó lên tay, nó lên ngón tay này, đấy, đến tay, nó chỉ bằng hạt nhãn thôi. Thì có chỗ coi như chỗ như cái hạt đỗ, có chỗ nó tự vỡ nhìn ghê lắm, nhìn sợ lắm, vỡ nhiều ấy, vỡ ra nhiều nhìn sợ lắm, có khi đang ngủ và đêm nó vỡ lúc nào chả biết, và chả biết nó ra cả chăn cả màn sợ lắm, nó ra nó như nó giống cái bã đậu, có thể là trước vô uống colchicine nhiều quá, sau này mình xem nhiều báo chí rồi mình biết là tốt đấy, có hại cho gan thận với nội tạng. Chú bị cái suy cuống thượng thận 5 năm rồi, là do dùng thuốc tây, khả năng là dùng thuốc tây nhiều, trước đây đã biến chứng sang tiểu đường lâu rồi đấy, với lại biến chứng sang cả cái tràn dịch dịch khớp này, tràn dịch khớp với lại thoái hóa đấy, những cái loãng xương đấy chú dính rồi. Ở những cái này là do từ gút mà ra tất, chú lúc đấy là gọi là trưởng bưu điện xã. Thế thì bây giờ mình cứ nằm ở giường thì không ai để chỉ đạo, đau không đi lại được mà chỉ nằm ở trên giường thôi. Thế dùng ở nhà, nằm trong giường ở nhà, mang cơm mang cháo đến ăn, rồi vệ sinh cũng phải nhờ vợ chăm sóc. Đấy, rất khổ. Vâng ạ, vậy chú biết đến sản phẩm Bonihood này qua đâu và mình dùng thì có hiệu quả như thế nào ạ? Chú tìm cái sản phẩm nào á tốt cho bệnh gút, ra là không ảnh hưởng đến nội tạng, gan thận, dạ dày. Chú xem TV ấy, trên VTV ấy, thì có quảng cáo cái Body Good, xong mình mua uống thử cái sản phẩm Body Good ấy. Cái sản phẩm đấy là từ Mỹ này, để tăng cường đào thải axit uric. Bình thường ấy thì chú uống ngày 4 viên. Thì chưa làm hai lần sau bữa ăn một tiếng, khi nào mà ăn uống hoặc thời tiết ý, nó bắt đầu hơi đau đau, nó bắt đầu đau đau gái thì chú uống tăng đến ngày 6 viên, thì chia làm 3 lần sau ăn uống cái sản phẩm Body Good ý, cơn đau thưa dần, có khi 3 tháng sau mới bị, hoặc là sau lại 6 tháng sau nó bị, trong thưa dần một năm nó không bị, thì mình cũng quay lại mình bảo quá một năm rồi mà không thấy bị gút cấp nữa. Trước đây thì chưa uống cái sản phẩm Bollywood nhé, chú bắt đầu phát đau lên thì nó đau dần dần, nó đau mà uống cái colchicine ấy thì có thể hàng tuần vài hôm nó mới đỡ đỡ được tí đấy, nhưng mà uống cái sản phẩm Bollywood này thì nó do sinh hoạt nhé, tôi nói là do sinh hoạt hoặc thời tiết nó đau lên, nó chỉ dẫm dứt đi đau, xong mình uống thêm viên colchicine nữa thì bắt đầu nó chỉ có khi một ngày đấy chiều lại bình thường đấy, hoặc là ngày mai lại bình thường. Cách đây khoảng độ tầm 2 ngày thì dịch vụ tại nhà, lấy máu tại nhà để về trung tâm y tế huyện để xét nghiệm máu ấy, thì lượng axit của chú là 375. Cái hạt topi nó cải thiện, nó không phát triển nữa, phát triển mà cảm thấy nó nhỏ dần đi, chứ nó không sưng, nó không đỏ như trước. Chế độ ăn uống của chú cải thiện như thế nào sau khi sử dụng Bonihood ạ? Mình có cần phải kiêng khem như trước nữa không ạ? Nói chung là ăn uống thì không phải kiêng như trước nhiều, ăn nhiều khi là ăn đủ thôi, chứ còn ăn quá thì không, thôi ăn đủ ăn thoải mái. Ngay đi bệnh viện thì bác sĩ bảo là ông phải ra chùa sống như sư, ông phải ra chùa. Với ông ăn phải kiêng hoàn toàn thịt trước vào, nhưng mà chính ra là kiêng là không được, thứ nhất là mình thèm ăn, thứ hai là kiêng sợ là không đảm bảo sức khỏe đấy, không đảm bảo sức khỏe là mình không kiêng, mình cứ ăn lắm khi có thực phẩm là ăn ngon miệng là cứ ăn thoải mái, nói chung là hoặc là thịt gà thịt vịt ăn thoải mái không gì đâu cả đấy, kể cả rượu uống cũng được, bia uống được, nhưng mà mình không uống. Không uống là lý do là mình còn dính cái nhịp tim nữa, nên không dám uống. Nhưng còn cái đấy cũng mình uống thử rồi, nhiều đi nhưng mà không bị gì cả. Mình gút nó không phát, sinh hoạt nữa thay đổi ở chỗ là uống cái sản phẩm Bodygood này ấy, đi lại trước các thứ thoải mái, người nó nhẹ nhõm thôi, chứ không có gì cả.
Thực ra thì không, bởi vì đã có bệnh thì không làm việc nặng nữa, thì đi làm những việc nhẹ nhàng linh tinh được, và đi xe máy được. Sử dụng Bonihut một thời gian dài như thế ạ, thì chú thấy là cái sản phẩm này có tác dụng phụ gì không ạ? Uống sản phẩm Bonihut này đầu tiên thì uống chả thấy thế nào cả, không thấy, người thấy cũng chả có biểu hiện về đau bụng hay là thế nào cả, xong dần dần thì thấy người nó nhẹ nhõm, nó không biểu hiện gì khác cả, không có gì khác thường cả, cứ thấy uống đấy. Nhiều người đến chơi nhà cũng dính bệnh gút, hỏi là thuốc gì mà bây giờ đi lại được. Thế chú ở đây tôi uống sản phẩm Body Gút này, tôi bị chụp lại trong điện thoại để cho người thân họ. Đấy, ví dụ thế. Dạ vâng ạ, cháu xin phép được hỏi cô ạ, cô có thể chia sẻ một chút về tình hình trạng bệnh gút của chú được không ạ? Thì chú nói chung là chú dính cái bệnh gút này thì mỗi khi mà chú bị đau cấp ấy, thì cô phải phục vụ chú từ đầu đến từ A đến Z luôn, từ cái ăn uống cho đến sinh hoạt các thứ là cô phải phục vụ chú. Có những lúc là chú đau mà không đi được ấy, là chú đi vệ sinh khi cũng phải tại chỗ, cô đã có để cho chú đi thế. Còn ăn lắm lúc là chú đau là cô phải bón cho chú. Thế là dậy thì có khi là chú ngủ, chú dậy muốn dậy cũng không tự dậy được ấy, thì cô phải đỡ chú dậy, lại nâng nằm, lại nâng dậy. Thế từ khi mà chú xem quảng cáo ở cái vô tuyến ấy, thì chú mua thử về chú dùng thì lại khá những cơn đau nó có phát nhưng mà nó thưa, hay nữa là nó không đau quá như là ngày xưa nữa. Thì là dần dần là chú hồi phục lại. Nhưng ngày trước là có thể chú không đi được, chú phải đi nặng hoặc là dìu. Nhưng bây giờ chú dậy là chú đi được, chú lại đi, lại đi lại, lại không phải chống gậy nữa, mà giờ chú lại đi xe được. Đấy, ngày xưa phải đến 5-7 năm chú không đi ra đến ngoài đường đấy. Thế nhưng bây giờ chú dậy chú lại tập xe, chú đi xe thì lại đi đón cháu được. Đấy, nói chung là sức khỏe thì chú đi hồi phục lại khá hơn, nhanh nhẹn, ăn uống thì tốt hơn. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của hai cô chú. Chúc hai cô chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.